Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì Nghĩa Audio mang tới cho quý vị và các bạn tiếp tục một lô hàng vang số anh em nhé, hàng bãi đến từ thương hiệu nổi tiếng đó là Sisu anh em nhé, Sisu với cái model đấy là DA350S anh em nhé, rất là đẹp luôn. Cái lô này thì trước đây thì bên em đã có về cho anh em mà một lô đầm tổng khoảng 4-50 con gì đó, nhập là bán hết rất là lâu rồi anh em nhé. Thì bây giờ thì bên em sẽ về tiếp tục, sẽ có một lô như thế này. Hàng của nó rất là đẹp anh em nhé. Khoảng tầm chục con thôi anh em nhé. Tầm khoảng chục con thôi. Tầm khoảng chục con để giới thiệu đến các bạn và cho anh em sử dụng. Số lượng thì nó rất là ít. Cái lô săn xui này thì anh em nhìn này. Thì nó có mặt, cái nền của nó là mặt nền đen xanh em nhé. Nền đen và chữ xanh. In Sisu em nhá, Sisu này rất là đẹp anh em nhá, Sisu hình cánh chim đại bàng rất đẹp nhá, DA350S này, dòng này thì có 4 nút để gọi chế độ nhanh ở trên màn hình anh em nhá, một nút chỉnh music, mic và effect, nút này chỉnh rất là thông minh em nhá, ấn một cái nó sẽ nhảy mic, ấn một cái nó nhảy effect em nhá, chỉnh cho một nút luôn, một nút để chọn chế độ đầu vào, một nút để chỉnh info. Thế thôi, sử dụng rất là đơn giản. Dòng Sisu này nó mang đến cho anh em cái trải nghiệm là sử dụng vang số mà cực kỳ đơn giản, không phải rắc rối nhiều như là những cái dòng vang số khác em nhé. Còn về phần mềm thì con này nó được sử dụng một cái phần mềm trên cài trên app, giống anh em sử dụng những cái app TikTok, app Facebook bình thường anh em nhé. Sử dụng rất là tiện lợi để em cài. Thì về phần cài đặt thì bên em đã cài sẵn cho quý vị các bạn 4 chương trình rất là hay rồi. Anh em chỉ về ấn và sử dụng thôi, và tăng giảm thôi. Còn anh em nào muốn chỉnh thì em sẽ gửi cho anh em nhé. Đây về mặt trước anh em nhé. Đây về mặt sau. Đấy, về mặt sau đây anh em nhé. Đây là mặt sau của cái phiên bản Sisu 350S, nhưng phiên bản cao cấp anh em nhé, gọi là phiên bản mà Pro hay Plus gì đó anh em nhé. Thì nó sẽ có một cái anten như thế này. Đây anh em nhé, anh em sẽ phân biệt được với những cái lô trước và những cái lô này. Đây là một cái anten anh em nhé. Cái anten tuy nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó đóng vai trò rất là quan trọng anh em nhé. Đây, anten này. Anten này để nhằm cho nó là nó cho cái khoảng cách để bắt sóng Bluetooth 3.0 nó lên rất là xa. Lên rất là xa anh em nhé. Khoảng 5-60 mét gì đó anh em nhé. Đây là khoảng cái anten này. Anten này anh em nhé. Về cái phiên bản này thì nó mới có anh em nhé. Phiên bản bên Euro bán thì cao cấp hơn thì nó sẽ có cái anten này. Anh em lưu ý nhé. Những cái bản khác, cái bản đời cũ thì nó sẽ không có cái anten này. Anh em lưu ý nhé. Đây, mic 1, mic 2 này. Hai cổng micro anh em nhé. Đây là cái đường AUX1, AUX2, đường in. Nó ghi chữ in này, hai đường này. Còn cái đường thứ ba là đường ra anh em nhé, ra tiếng này, đường jack này. Anh em nhìn thấy không? Đường jack này là đường ra tiếng để cho anh em có thể cắm những cái thiết bị analog như là âm ly. Đời cũ anh em có thể dùng được con vang này thoải mái anh em nhé. Đầu vào thêm tín hiệu số sẽ có đường cổng quang. Đầy đủ hết anh em nhé. Con này chạy điện giải rộng là từ 90 cho đến 220V. Rất thích hợp cho anh em nào có thể chơi những dàn kẹo kéo thì mình có thể chạy được những cái điện áp thấp. Con này chạy nguồn xung anh em nhé. Đầu ao con này thì sẽ có 6 đầu ao. Thêm 2 đầu âm ly này nữa là sẽ 8 đầu ao anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì tất cả những cái đường ao này thì nếu có thể đảo vị trí cho nhau được anh em nhé. Em phải lấy ví dụ 1, 2 là thường là bên ao trái, bên ao phải này. 3 center, 4 súp này, 5 xuống đầu trái, xuống đầu phải này. Thì mình có thể đặt được là 1 là súp, 2 là súp được. Thì cái này thì trong phần mềm nó đã mình có thể đặt được những cái đường đấy. Nó là cái điều đặc biệt của những cái dòng vang Sisu. Cho nên là nó chỉ đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Nhưng nó không ghi ở đây là cái đường gì. Đường trái, đường phải, đường súp, đường ấy anh em nhé. Nó ghi này là nó có mục đích hết anh em ạ. Chứ không phải là nó ghi cho vui đâu. Đấy. Ok. Còn về chất âm của cái dòng này thì tiếng rất là hay, được Sisu sản xuất tích hợp tất cả những cái tinh hoa của hãng vào những cái con IC. Cho nên là nó chạy những cái dòng chip rất là hay, đời mới, hiện đại anh em nhé. Chống hú rất là tốt. Đấy. Đây là những cái giới thiệu qua cho anh em về phần bên ngoài nội thất nhé, ngoại thất. Thì bây giờ em sẽ test cho quý vị và các bạn xem về cái phần âm thanh của cái dòng vang này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Tình gì vẫn đã trôi đi vào quê lãng.
có con sóng mơ hồ, nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ đâu lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thoáng bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ, nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình đồng áng, gối chân thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Lòng đi một ngày chiến chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, tép gai dâm với huy hào sâu, lỗ châu mai với những địa lối đã bao phen. Máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đan này ôi xanh nở sông núi rồi. Anh trở về quê, trở về quê tìm tôi tơ mắt năm nào. Vui cùng ruộng nước, đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế sông rêu. Chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Room. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em một combo hàng karaoke anh em nhé. Ở đây sẽ có một cái cục đẩy ETC của Mỹ anh nhé, với cái mã số là CA450. Con này thì công suất rất là lớn anh em nhé, 800W một kênh. Một kênh ở 8 ohm anh em nhé. Và con này nó chạy cửa lan hát, tiếng rất là ngọt, nó chạy 5 vỉ mạch hàng bãi xịn của ETC anh em nhé. ETC hàng bãi xịn này. Đấy, tiếp theo đấy là một bộ xử lý echo nhạc mixer, đấy là cái dòng vang số của Siso anh em nhé, với mã số là DA350S. Thì ở đây là combo này em ghép cho anh Hùng anh em nhé, tại vì anh yêu cầu là sẽ có một con vang số hàng chính hãng chất lượng cao, nhưng mà nó phải có Bluetooth cổng quang đầy đủ. Thì đây là một trong những con vang số ít ở trên thị trường mà có tích hợp thêm tính năng Bluetooth 4.0 ở đây, cho chất âm cực kỳ là tuyệt vời anh em nhé. Với mà cổng quang thiết kế một bộ giải mã tiêu chuẩn 64 bit cho anh em chơi nhạc chất lượng cao anh em nhé. Và chế độ karaoke rất là mượt, được cài sẵn chương trình 4 chương trình karaoke cũng như nghe nhạc ở trên này. Có các cái chế độ chọn nhanh như này, chỉnh nhạc, chỉnh mic rất là dễ dàng, chọn tùy chọn input bằng một phím chạm anh em nhé, tiếng rất là hay. Thì chỉnh ở trên điện thoại rất dễ dàng. Dòng vang số này ISO DA350S anh em nhé. Và một bộ micro hàng bãi của thương hiệu DMX Q2800, một trong những dòng micro được BBS sản xuất theo đơn đặt hàng của DMX em nhé.
Với combo này thì sẽ kết hợp với một con cặp loa RCF Bass 30 anh em nhá, C5212. Thì tổng combo này nó có trị giá khoảng 25 triệu anh em nhá. Ok. Thì sau đây em sẽ test chi tiết từng cái thể loại nhạc cho các bạn cùng nghe trên bộ karaoke này. Hàng bãi thì còn rất là đẹp anh em nhá, như video em quay ở đây. Đây là hai cái tai mic của nó này. Do BBS sản xuất nhá. Củ nó là củ BBS luôn. Ok, xin mời các bạn cùng theo dõi nhá. Anh muốn được làm người tình cho em hết.